Chào các bạn, lại là tôi đây. Video hôm trước tôi đã dính phải một hạt sạn to và cái lo phát thanh ở xóm tôi vậy. Thay vì tôi dùng là Naruship, không, tôi lại biến một chú cừu mồ côi là trở thành một con bò hài hước trong mắt mọi người. Chuyện tình nào thì cũng có hồi kết, nhưng một hạt sạn to và cái thì khó mà bỏ qua. Kể cả bộ phim hoàn hảo như Tay Du Ký cũng có hạt sạn đường tăng selfie với cái background nắp cống cơ mà. Nope. Trời mưa thì không ở nhà, còn gán ăn vạ xin má 5k ra tiệm tập quá mua cái áo mưa rồi solo 1-1 với tao á mày. Nói cho mày biết nhá, cái áo mưa của mày chỉ gió thoảng may bay là khều nhẹ nó rách còn bà nó rồi. Cái áo giáp Sida mà cứ tưởng mình là Nata bật ớt đấy nhờ. Cái em chó lúc nãy có bộ sắp chết rồi các bạn. Các bạn nhìn cái đuôi của ẻm này, tôi sẽ đặt tên của ẻm là Mực. Mặc dù lông của ẻm màu trắng. Tôi nghe nói thịt bò rất bổ dưỡng nên tôi chia đôi khẩu phần và xem nhau là bạn. Mặc dù Mực rất ham ăn, nhưng nếu tôi không cho thì méo bao giờ ổng dám phập. Đồ ăn ở đây ấy mới nhìn vậy thôi chứ không có ăn. Đó thấy không? Đâu ăn đâu. Từ lúc gặp Mực, cuộc đời tôi giống như chị dậu đang bước dần vào bóng tối. À nhầm kịch bản, tôi cứ như mị tìm thấy A Phủ vậy. Nhưng cuộc đời đã phải là mơ. Cứ ngỡ là mẹ Âu Cơ sinh ra chăm trứng, nhưng số xui thì cũng đành. Toàn là trứng ung thì ăn kiểu đéo gì. Trời. Mực ngồi canh nha, có gì kêu tao nghe Mực. Mẹ mày Mực ơi, sao mày không hú to xíu à Mực? Mày hú như thế thì ai mà nghe? Tao nuôi mày như nuôi ong tay áo mà mày ngậm máu phun người á Mực. Thôi, sao mày cứ hoài á nhờ. Thề luôn tôi không biết là tôi có gây thù chuốc oán gì với gia đình nhà Creeper hay không nữa. Sao nó cứ kiếm tôi mà nó đánh bom liều chết hoài nhờ. Ông bà có câu an cư thì lạc nghiệp, đất lành thì chim đậu. Ám chỉ nhà là một nơi rất quan trọng. Tôi thì có máu phong thủy, chỉ cần nhìn địa hình khí trời thôi là biết cất nhà ở đâu ngon lành rồi. Các bạn nhìn đi, nơi này là điểm giáp ranh giữa ba khu rừng. Bên cạnh có hố dung nham, không khí ở đây khá là mát mẻ. Chắc chắn đây là huyết mạch của quả long thường xuyên chạy lông nhông đến đây ỉ bậy rồi. Phía xa thì có một cái hồ tiện cho việc giao thông đường thủy và sau này xây thêm một cái phà cát lái thì chuẩn bài. Bây giờ thì tôi đang dọn cỏ để xây dựng lại đế chế của mình. Dự án cổ phần making đế chế một thành viên kim luôn lãnh đạo và xây dựng. Ai cũng biết thành các tư hẹn là hàng riêu, nhưng tôi thì yêu thích lịch sử. Tôi sẽ đặt tên đế chế Fake Rep 11 này của mình là thành các tư nhân. Nghe có vẻ có vần và hợp lý thế nhờ. Nope. Cái sao nhiều Ripper vậy? Rồi, xong. Tiếp tục thôi nào. Ờ, các bạn nhìn này. Ở đây tự nhiên xuất hiện ba cái lỗ cân xứng thật sự luôn này. Ờ, trên này cũng có ba cái khối cực kỳ cân xứng luôn này. Không biết có mật đạo gì không nhờ. Ừ, cái gì vậy? Tôi không chơi game này nữa đâu, tôi xóa game rồi. Ơi, sao bọn này giờ trâu thế nhờ? Tôi chém mãi mà không chết luôn ấy. Ôi, Creeper kìa. Creeper, giết nó. Tuyệt vời. Còn thằng này nữa thôi. Này thì bắn tao. Này, này thì bắn tao sắp chết này. Quất miếng thịt. Còn nửa tim. Ê, bên kia thằng nữa kìa. Creeper, giúp tôi đi. Hay lắm Ripper ơi. Tôi bị con gì đuổi sau lưng ấy các bạn. Giật mình. Ê Ripper. Nhảy. Ê. Trời ơi. Ê, đèn con nữa nè. Thôi. Chạy đâu vậy? Chết bà đừng cục rồi các bạn ơi. Tôi nên tấn công hay lao xuống vực như người nhện đây. Nhưng cuộc đời ảo phim là chết. Tôi có phải nhân vật chính đéo đâu mà lao xuống dưới. Tôi phải đứng lên để chống lại lũ này. Cho dù có đông như quân Mông Cổ thì tôi cũng không do dự. Nam tử hán đại trượng phu, đánh nhau thất thế bút. Làm hòa, có bao nhiêu thằng lao hết vào đây. Giang hồ đẫm máu tôi không sợ, chỉ sợ đường về thấy bóng ma. Cuối cùng cũng có một giấc ngủ tuyệt vời. Cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy. Tao đố thằng nào giàu được. Những cái loại ốc ban đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ quá giờ trưa. Đêm thì thức. Xong là chỉ thấy đi ăn bám, ăn ké. Đi chỗ đạo thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi. Làm không làm cái đời không khá được nhá. Thầy Huấn kêu, hãy biến mình thành một người nông dân có ích cho cuộc đời này.
tôi sẽ trở thành một người nông dân chăm chỉ và không sát sinh nữa. Được rồi. Đấy, ngày hôm nay tôi sẽ xây thử ruộng bên này. Khá là đẹp ha các bạn. Ruộng bên này tuyệt vời đấy. Ê! Tôi không chờ Minecraft nữa đâu.